Ơi, hello cả nhà. Sao mà các anh chị kia chưa thấy lên nữa? Chắc đang có tí việc bận. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Rồi, nó chúng ta có sáu rồi. Thì bây giờ xin chào tất cả mọi người. Thì Vâng, xin chào. chào mừng mọi người đến với ngày thứ tư của hôm nay. Là chúng ta sẽ đến cái phần mình sẽ vận dụng để khai thác cái form lấy thông tin đó. Tức là những ngày trước là chúng ta đã học là dùng JSON Boost để hỏi từng câu một. Thì hiện tại là chúng ta sẽ học về cái cách sử dụng form. Thì đối với cái form info 2000 này, sau này thì chúng ta đã sử dụng thành thạo nó, mình hiểu cái cơ chế hoạt động của nó rồi á, thì sắp tới những cái giao diện, những cái form tới á, thì chúng ta sẽ rất là dễ khi mà mình ứng dụng đó. Thì cái form 2000 này nè, nó chỉ có những cái thông tin cơ bản thôi: họ tên, điện thoại liên hệ, rồi địa chỉ giao hàng, chọn thành phố, tỉnh thành, quận huyện, thị xã, rồi sau đó là cuối cùng là cái nơi để điền địa chỉ. Đó, nó chỉ có đơn giản là những cái thông tin này thôi. Thì sắp tới thì chúng ta sẽ có một cái form nữa, là có thêm cái phần chọn ngày tháng năm sinh. Đó, rồi nó sẽ trả về kết quả đó là theo
can chi mệnh của khách hàng này kia để mình vận dụng thêm. Rồi có khả năng nữa là mình sẽ làm thêm một cái form, là cái form đó sẽ được tùy biến những cái trường này nè bằng cái file Google Sheet. À, tức là Google Sheet chúng ta sẽ chọn cái file Google Sheet, nó tương tự như cái vòng quay vậy đó. À, một số 1 sẽ là cái trường để lấy họ tên, một số 2 sẽ là lấy điện thoại, một số 3 là để lấy thông tin này kia. À, tức là cái form của chúng ta sẽ được tùy biến nhiều hơn, nó không phải phích cứng giống như thế này. Bây giờ chủ yếu là chúng ta sử dụng form phích cứng trước để chúng ta hiểu cái cơ chế mình dùng form ha. Rồi thì cái form của chúng ta nó cái link của nó sẽ như thế này. À, link nó sẽ như thế này. Đây, giới thiệu mọi người là cái link API form. À, mình đặt cái form này form 2000 ha. Thì đầu tiên mình có một cái link form thì mình sẽ pass ra, mình coi trong này nó có những thành phần gì, những cái attribute gì, thấy không? À, và khi mà chúng ta pass ra là được một cái á, chất phiếu nó hiển thị màu nâu lên. Nó hiển thị mấy cái này màu nâu lên nè. Đó, vậy là những cái này thì phía trên mình phải có cái setup user attribute. À, tức là trước khi chúng ta muốn cho chạy ra cái link này, chúng ta phải truyền những cái tham số này, những cái attribute này vào đây. Vậy thì phía trên, chúng ta nhớ phía trên thì mình phải có những cái phần setup attribute. Thì trong form này chúng ta thấy form này mình có gì? Có thứ nhất là cái title. Rồi, cái thứ hai là màu sắc. Cái thứ ba là logo. Cái thứ tư là mesh ID. Rồi tiếp theo là button. Rồi tiếp theo là bot ID. Bot ID. Rồi kế tiếp là bot token. Rồi kế tiếp là bot link. Rồi, cái nữa là go to block. Đây là cái form mà đang đang có ở trong những cái con bot viral ở ngoài kia đang chạy. Đó. Rồi. Kia Ngoài này nó ra có bao nhiêu phút, 10 phút này từ nãy đến giờ lâu lắm luôn. Rồi ngoài ra là trong cái link này nè, nó có thêm ba cái attribute, họ tên, điện thoại, địa chỉ. Đó. Họ tên, điện thoại, địa chỉ. Thì cái phần này là mình chưa đụng tới ha, thì để lát nữa Quân sẽ cho mọi người xem. À, bây giờ đầu tiên là cái form này đi. Form này chúng ta có title. Title nó chính là gì? Chính là cái tiêu đề của cái cửa sổ á. Tiêu đề của cái cửa sổ mà nó sẽ bật cái pop up ra. Cái title. À, title là cái này. Nhưng mà trên máy tính á thì nó hiển thị cái này nè. Nó là tên của fanpage. Còn trên điện thoại á nó mới sẽ hiển thị ra đúng cái title chúng ta khai báo. Rồi. Màu sắc nó sẽ là màu của cái form này. Đó. Ví dụ như đây chúng ta thấy nè, title hiện nay là đây, mình bắt nguyên cái đường link này ra ha. Đầu tiên thì chúng ta test thử nè. Đó. Bây giờ title, title là mình sẽ để là form test lớp nghề. Đó. Đây. Rồi tiếp theo màu sắc. Màu sắc giả sử mình sử dụng là màu số 11. Đấy. Chúng ta thấy sử dụng màu số 11 là nó sẽ là màu cam. Rồi, giả sử mình màu sắc là mình sử dụng số 10. Màu đen. Rồi giả sử mình dùng số 9. Đó. Ví dụ như dùng ngẫu nhiên số 5 thử xem. À. À, tức là nếu như mà không có cái màu sắc này á thì nó mặc định nó là cái màu xanh. Đó. Còn nếu mà trong link chúng ta có khai báo cái màu sắc thì nó sẽ dựa theo cái màu. À, cái màu, cái thứ tự màu. Rồi. Cái tiếp theo là cái attribute logo. Attribute logo nó chính là cái gì? Attribute logo nó sẽ thay vào cái ảnh này đây. Đó. Thì đây attribute logo thì chúng ta có thể là đặt
là cái trường là profile URL của khách hàng hoặc là logo của thương hiệu của chúng ta ha. Có nghĩa là khi mà những cái attribute này chúng ta đặt giá trị nó như thế nào nè, thì lúc mà nó gọi link đó, nó sẽ truyền hết những cái giá trị tham số ở trên này thông qua cái link này à. Bây giờ title thấy không? Ví dụ như ở đây title chúng ta đặt là cái gì? Firm test lớp nghề đó. À, hành động này có ý nghĩa là mình sẽ lấy cái giá trị này mình đem thay cho cái title này, sau khi mà con bot nó sẽ xuất ra cái link đó, nó sẽ là xuất ra là cái chữ firm test lớp nghề nó nằm ở trên link. Rồi bây giờ màu sắc, giả sử mình chọn màu 3, số 3 ha, số 3 nó chính là gì? Số 3 nó chính là màu đỏ này đây. Rồi logo, logo thì mình có thể là chọn một cái link, một cái link ảnh trực tiếp đây. AMG đi. Rồi giả sử nha, giả sử mình đưa cái logo lên. Rồi giả sử mình đưa logo lên. Rồi. Đấy. Lấy lên này. Đặt vào logo nha, lên ảnh trực tiếp. Rồi mesh ID, mesh ID thì luôn mặc định đó chính là messenger user ID đó. Rồi button, cái khai báo button này chính là cái gì? Khai báo button này chính là cái nội dung của cái nút nhấn này nè. Chúng ta đưa cái lời kêu gọi hành động nó là gì thì chúng ta khai báo vô đó à. Ví dụ như button này mình sẽ khai báo đó là bấm ngay đi đó. Thì một lát nữa là khi mà xuất cái form chúng ta sẽ thấy cái chỗ cái nút nhấn này nè, có cái chữ là bấm ngay đi. À, đây mình sẽ thử bằng cách đó là mình đánh ở trên cái thành địa chỉ nha, thành chữ bấm ngay đi nè. Bấm ngay đi. Đấy, sau khi mà chúng ta đánh thành chữ bấm ngay đi thì nó sẽ là cái nút này nó sẽ thành cái thông tin mà chúng ta cần. Chị An không vào Zoom được. Rồi bây giờ giả sử như cái logo hồi nãy nè, chúng ta lấy cái link ảnh này nè, chúng ta thay cho cái attribute của cái logo nè, thì cả nhà mình xem nhé. Nó sẽ là cái gì? Đấy, nó sẽ đem cái ảnh vô đặt ở trên. Thì ở đây có một cái gợi ý, đó là chúng ta có thể thay cái logo, chúng ta có thể thiết kế này là ảnh GIF. Mình thiết kế một cái ảnh GIF dài ra, có thể chớp nhá là mình đưa thông tin gì đó, hoặc là mình đưa cái thông điệp gì đó nữa để thu hút họ, là cho họ họ điền cái thông tin dưới này à. Rồi bot ID, bot token, bot link, đây chính là ba cái thông số mà ngày hôm qua chúng ta đã biết rồi đó, chúng ta cần lấy đó. Bot ID thì chúng ta lấy ở đây, do đây là cái form mà cái form xài tự do cho nên là cần khai báo bot ID đó. Còn cái form sắp tới chúng ta sẽ có những cái form nó dính tới cái tài khoản mà podcast.vip á, thì chúng ta sẽ không cần khai báo ba cái anh này nữa. À. Rồi, đây là bot ID ha. Rồi. Bot token thì chúng ta lấy đâu? Bot token thì chúng ta nhớ là qua configure. Ok. Rust API token copy quay về. Bot token à. Rồi bot link là cái này, copy bỏ vô. Rồi go to blog tức là gì? Go to blog tức là sau khi người ta gửi cái form này
điền thông tin xong, nhấn cái lệnh gửi ngay, gửi đi, thì cái form nào nó sẽ hứng dữ liệu, phải không? Rồi, bây giờ mình giả sử mình tạo một cái form, mới mình tạo một cái block, gọi là block là nhận data. Đó, block này sẽ nhận data. À, vậy thì chúng ta sẽ khai báo cái chỗ mà go to log này thành chữ là nhận data, và nhớ cái tên của block nó phải giống chính xác với tên của block bên kia. Cho nên là khi mà dùng với form, chúng ta không nên đặt cái block có dấu tiếng Việt, và hạn chế là không nên có khoảng trắng. Nếu như có khoảng trắng ra thì xài dấu gạch dưới như thế này. Đó. Tại vì chỉ cần cách ra như thế này thì bên kia là chúng ta đã bị sai rồi đó, đúng không? Còn mình dính liền thì bên kia mình phải dính liền. Rồi. À, bây giờ là đã xong. À, thường chúng ta sẽ khai báo đường link này nó nằm ở trong một cái button URL. Đúng không? Dạ, trên này mình kêu là kêu gọi là bạn hãy điền thông tin và gửi cho shop nhé. Nè. À, chúng ta chạy thử nha. Chuyện gì sẽ xảy ra? Rồi, mấy anh chị vô được chưa ta? Còn chị An? Rồi, chúng ta thấy không? Ở đây cái form nó sẽ có là gì? Có cái chỗ mà logo chính là cái link ảnh logo này đây. Đó. Rồi cái title form test lớp ngày đó chính là cái nội dung ở đây. Đó. Rồi màu sắc là màu đỏ. Màu sắc là màu đỏ thì màu đỏ nó chính là cái màu số 3 này đây. Rồi. Button nó có nội dung là bấm ngay đi. Button nó có nội dung là bấm ngay đi. Đó. Rồi. Bây giờ còn một cái là go to log thì chúng ta điền form thử nha. Chúng ta điền form thử coi nó có trả kết quả vô bên kia không ha. Rồi chưa điền địa chỉ. Chọn đã nha. Rồi, khi mà chúng ta bấm cái này thì cái form nó sẽ tự tắt và nó sẽ gửi cái block ra, gửi cái block, gọi là cái block gì? Gửi cái block nhận data ra. Nhưng hiện nay nó không có gì hết với lý do là block nhận data của chúng ta chưa có cái gì để show ra. Đó. Vậy thì ở đây block nhận data nó sẽ trả ra những cái kết quả, những cái attribute. Thấy không? Block nhận data này, nó sẽ trả những kết quả attribute mà ta vừa điền vào form. Rồi. Thông tin bạn vừa điền vào form. Đấy. Họ tên. Thì cái attribute đó là gì? Attribute đó chính là attribute họ tên. Rồi attribute thứ hai, attribute điện thoại. Đấy. Attribute thứ ba là cái gì? Là cái địa chỉ. Đây là những cái attribute là coi như là mặc định luôn, chúng ta không có được thay đổi cái cấu trúc gì hết, không được chế biến. À, thấy chữ đây chỉ họ tên, không có khoảng trắng, mình đánh khoảng trắng ra là nó bị sai nha. Rồi tiếp theo là phường xã. Phường xã thì sẽ có cái attribute là phường gạch nối ở dưới xã. Đó. Rồi quận, quyền. Tỉnh, thành phố,
tỉnh gạch nói TB. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại với những cái tham số khác nha. Chúng ta sẽ thử thay là những tham số khác. À bây giờ firm test lớp nghề mình chuyển là đăng ký nhận quà tặng, thấy không? Màu bây giờ mình không thích số 3 nữa, mình thích màu số 11. Đó. Rồi logo thay vì để cái thay vì đưa cái logo của mình ra thì mình cho cái avatar của khách vô đây. Đó. Tức là chúng ta cứ vận dụng thôi. À thay vì logo thì mình cho avatar của khách vô. Profile. Big URL. Đó. Thấy không? Rồi bây giờ cái chỗ mà title nữa nè. Ví dụ như title là firm test lớp nghề mà mình muốn cá nhân hóa hơn thì sao? À, mình sẽ để chỗ này là first name, last name, hãy điền đầy đủ, không? Hãy điền đầy đủ thông tin đăng ký nhận quà tặng và bấm gì đây, bấm cái nút button của chỗ này nè, button này là bấm ngay đi thì bấm đăng ký, thấy không? Đó, để thấy đây chúng ta chọn là bấm đăng ký. Rồi vậy là lúc này là cái nút chúng ta sẽ là đăng ký, cái logo nó không còn là cái logo kia mà nó sẽ là lấy avatar khách hàng đặt ra, màu nó sẽ là cái màu số 11, màu số 11 chính là cái màu cam. Đó. Rồi go to block, tức là block nhận data là cái block bên này, không? Block nhận bên này. Rồi cái form mình của mình nó có những thông tin gì? Form mình nó có bao gồm họ tên, không? Form mình có họ tên, điện thoại, rồi tỉnh, rồi quận huyện, thị xã và địa chỉ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy lại nha, chúng ta chạy lại để chúng ta coi cái form mới được tạo ra như thế nào. Kích lại link. Đó. Ý nghĩa của cái việc này đó là gì? Sau khi chúng ta kích lại link thì những cái giá trị này nè, những giá trị này nó gán vô các attribute này, cái này nó gán vô các attribute này và các attribute này, những các attribute này nó được gán giá trị mới thì nó sẽ truyền vô cái form này nè, nó truyền vô cái link này là những cái giá trị mới, do đó là cái form sẽ có nội dung đây. À, chúng ta thấy không? Tức là mình vận dụng vô chỗ này hồi nãy là khai báo tham số logo, à. Đó, còn chỗ này là cái title nè, title hồi nãy mình để là điền thông tin đăng ký, thì đây là Quân đã thay thế, Quân chế cái chỗ title, mình sẽ vận dụng là mình để first name, last name, mình đặt cái câu kêu gọi hành động vô, hãy điền đầy đủ thông tin đăng ký nhận quà tặng và bấm đăng ký nhé, không? À, mình quên cái chỗ cái nút đăng ký nhé rồi, đấy và bấm đăng ký nhé, đấy. Thấy không? Mình có thể mình đưa thêm những thông tin gì đó vào đây, nó sẽ dồn xuống đây và cái nút dưới này chuyển thành là nút đăng ký. Rồi bây giờ chúng ta điền thông tin ha. Đấy. À, giờ chứng tỏ là chúng ta đã thiết lập đúng rồi nè. Tức là mình đã thiết lập là sau khi mình khách hàng đi tới đây rồi, họ bấm nút đăng ký. Họ bấm nút đăng ký thì nó sẽ đẩy user sang cái block nhận data và nó sẽ hiển thị ra, trở ra những cái attribute này. Thấy không? Những cái attribute là gì? Họ tên nè, là điền nè. Thấy không? Điện thoại nè, địa chỉ là số 777 hồi nãy nè. Đó, và các cái thông tin kia. Rồi, bây giờ như thế này. Hôm rồi là có một số các bạn là hỏi mình là giờ khách điền thông tin nhưng mà khách muốn sửa thông tin thì sao? Đó, sửa thông tin nhưng mà cái form nó sẽ điền lại những cái thông tin cũ mà khách hàng đã điền. Thì thực ra là mình đã có thiết lập sẵn cái đó nhưng mà lúc đó mình không có gắn vô link thôi. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái câu chuyện đó là gì? Khi mà khách hàng đến đây rồi thì nếu mà khách hàng muốn sửa thông tin thì sao? Đấy không? Đấy, vậy thì chúng ta có thể là đặt ngay chỗ này, đưa link vào. Đưa link vào nút sửa thông tin. Đó.
Vậy thì trường hợp này chúng ta sẽ xem nè, nó chạy nó sẽ ra cái gì đây. Đây, bấm nút điền thông tin. Rồi, ở đây rõ ràng chúng ta thấy là nó form này nó chưa được điền trước những thông tin mà đã có của khách hàng, phải không? Khách hàng mất công điền lại nữa. Rồi bây giờ là mình điền thông tin mới nha. Rồi, Hà Nội, Thanh Oai, Thanh Cao, 999. À, thông tin bạn vừa điền vào form đây, Quân Chatbot 0985 là 999 Thanh Cao. Rồi bây giờ giả sử như khách hàng, mình sẽ đưa ra câu hỏi là nếu như mà bạn thấy thông tin này đúng thì bạn nhấn là đồng ý, đã đúng. Còn nếu mà thông tin chưa đúng thì bạn hãy bấm ngay nút sửa thông tin và bạn điền lại thông tin lần nữa. À, điền lại thông tin lần nữa thì sao đây, chúng ta xem thử. Giả sử đổi qua Hồ Chí Minh, đổi qua Bình Tân, ở quận 9 ha. Thành, đây, 111. Đây. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nâng lên, đó là gì? Chúng ta sẽ truyền thêm, tức là cái đường link mà đặt ở trong cái nút nhấn này nè. Chúng ta sẽ chế biến thêm để nó sẽ có thể truyền trước cho mình ba cái thông số: họ tên, điện thoại và địa chỉ của khách hàng. Đó. Thì lúc này là cái đường link ở trong nút nhấn á, hồi nãy của chúng ta nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ truyền thêm ba tham số nữa. À. Rồi, chúng ta truyền thêm đó là họ tên bằng họ tên. Rồi, điện thoại bằng điện thoại và địa chỉ bằng địa chỉ. Đấy, mình chỉ bổ sung là thêm ba bạn này vô. Đấy không? Nguyên cái đường link đó mình nói nó dài nó ra nữa. Đây. Giả sử chúng ta nói dài ra nha. Bên nhận data cũng vậy. Chúng ta nói dài ra. Đấy. Rồi bây giờ Quân chạy lại từ đầu nè. Bây giờ trước khi chạy mình sửa cái này thành số số 0 đi. À. Rồi. Rồi mời khách hàng điền thông tin. Đây chúng ta thấy nè, nó đã truyền trước họ tên, truyền trước số điện thoại, truyền trước địa chỉ. Đó, bây giờ mình đưa cho trường hợp thực tế, đó là khách hàng điền thông tin nha. Ví dụ như Lê Quân 0999. Rồi. Duy chỉ có cái chỗ tỉnh này là nó không có lấy trước ra thôi. Ví dụ như là 222. Rồi, đăng ký. Thiếu số điện thoại rồi. Rồi, thông tin bạn vừa điền vào form đây, Lê Quân 999222. Nếu mà khách hàng có sửa thông tin, họ bấm vào nút sửa thông tin thì nó đã lấy những giá trị đó nó điền trước. Ví dụ như họ chỉ có sửa cái chỗ nào đó thì họ chỉ sửa ngay đó thôi và chọn lại tỉnh thành phố thôi. Đó. Này gọi là giá trị được điền trước ha. À, vậy thì cái link của chúng ta nó sẽ thiết kế như thế này. Đó. Rồi. Bây giờ bắt đầu ráp vô một cái kịch bản nè. À, ngày xưa là mình có nói gì? Ngày xưa mình ráp một cái kịch bản, đó là chào mừng. Chào bạn. First name. Last name. Đăng ký thông tin nhận quà của shop. Không? Rồi, xuống đây, bạn hãy điền thông tin và gửi cho shop nhé. Thì sau khi khách hàng điền thông tin gửi qua, thông tin bạn vừa điền vào form đây. Đó, cái mình xuống hàng mình ghi là gì? À, nếu thấy
chính xác. Bạn hãy bấm nút. Đúng rồi. À, nếu cần sửa lại, hãy bấm nút sửa thông tin. Đấy. À, vậy thì ở đây chúng ta bổ sung thêm một cái nút gọi là đúng rồi. Nghĩa là hoàn tất form. À, vậy là nếu ai mà bấm cái nút chữ đúng rồi, bấm nút đúng rồi thì mình sẽ chốt lại ai. Cảm ơn bạn. Shop sẽ gửi quà đến bạn trong 5 đến 7 ngày, đúng không? Bạn nhớ chú ý điện thoại của anh shipper nhé. À, và tới đây thì chúng ta nhiệm vụ là mình làm gì? Ở đây là thường chúng ta sẽ là lưu ra Google Sheet, đúng không? Mình connect với Google Sheet, connect với lại tài khoản Gmail trước nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn những cái giá trị mà chúng ta sẽ cần xuất ra Google Sheet. À, thì đầu tiên là nhớ là Messenger user ID, thứ hai là họ tên, thứ ba là điện thoại, rồi thứ tư là tỉnh thành phố, rồi quận huyện, rồi phường xã và địa chỉ. Đó. Rồi bắt đầu tới đây, một cái lưu ý đó là gì? Nếu như trường hợp mà khách hàng họ đúng rồi thì nó đã ghi ra sheet rồi, nhưng sau đó họ lại quay lên họ bấm đúng rồi lần nữa thì chuyện gì xảy ra? Nó lại tiếp tục nó đi qua hoàn tất form, nó lại ghi ra một sheet nữa, nó ghi thêm một dòng nữa. Đấy, đây mình sẽ thử nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ chạy kịch bản gọi là mình tặng một cái món quà, khách hàng bấm vào link thì khách hàng điền thông tin. Đó. Chào bạn, first name, last name, đăng ký thông tin nhận quà của shop, bạn hãy điền thông tin và gửi cho shop nhé. Rồi, điền thông tin. À, đây, Lê Hùng, tỉnh đây. Cao Bằng nha, tỉnh Cao Bằng. Rồi, đăng ký. Đây, thông tin bạn vừa điền vào form, Lê Hùng, xã Thanh Long, đây, Cao Bằng. Rồi, đó. Tới lúc này nó mới hiện ra thì dữ liệu vẫn chưa có ghi, dữ liệu vẫn chưa ghi, chúng ta thấy không? À, vậy thí dụ như bây giờ muốn sửa lại số điện thoại thì sao? À, Cao Bằng, Thông Nông, Thanh Long. À, muốn sửa lại số điện thoại, à, số điện thoại bị sai. Hoặc là họ suy nghĩ lại, à, số điện thoại này ấy, rồi chọn lại cái địa chỉ nhận quà khác đi, địa chỉ khác đi, tại địa chỉ kia nhiều khi không ít có ở đó. À, rồi. Ở lại địa chỉ 444. Rồi đây. À, chúng ta thấy thông tin vẫn chưa gây ra form. Chừng nào khi họ bấm đúng rồi thì thông tin mới được xuất ra form. À, đây. Họ bấm đúng rồi thì thông tin được gây ra form. Và do chúng ta không có ràng buộc cái gì chỗ này hết, cho nên nếu như mà họ bấm đúng rồi cái nữa nè, họ bấm đúng rồi lần nữa nè. Đó, nó lại bơm thành dòng. Nếu mà chúng ta không chặn lại đó, không chặn một cái gì đó là họ bấm một chục lần nó sẽ ghi ra một chục dòng. Đấy, đây, cứ mỗi lần bấm đúng nó sẽ bị tình trạng này. Do đó, để coi như là khi họ điền thông tin xong, tới đây họ bấm đúng rồi thì đến đây nó chỉ là đến đây một lần thôi. Vậy thì chúng ta sẽ làm cái gì? Chúng ta thường phải có là gắn thẻ. À, đã, ví dụ nhìn gắn trường hợp này là đã nhận quà. Ơi. Yes, đó, trường hợp này đã nhận quà. Vậy thì phía trên cùng này, để tránh trường hợp mà người ta nhấn đúng rồi nhiều lần, nhấn đúng rồi thì chạy vô form này, thì để tránh trường hợp mà nó đi xuống ghi ra sheet thì chúng ta chặn ngay trên đầu. Chặn ngay trên đầu,
chặn những người nào? Những người có cái app CPU đã nhận quà là yes, thì ví dụ như mình cho qua một cái block khác, đã nhận quà này, đã nhận quà bữa nay ngày ngày 10 đi, rồi đó. Đấy không? Đây một cái form đã nhận quà 10 được tạo ra đó. Nếu mà người ta bấm đúng rồi hoài á, thì ở đây mình sẽ thông báo đó là gì: bạn ơi, shop đã ghi nhận thông tin của bạn rồi, đừng bấm nút đúng rồi nữa nhé. Đây. Vậy là lúc này chúng ta thấy nè, thấy không? Họ bấm đúng rồi nè, thì nó ghi ra sheet nè. Đó. Nhưng mà bắt đầu họ bấm đúng rồi nữa thì sao? Lúc này đã bị gắn thẻ rồi, nó sẽ không còn ghi ra sheet nữa. Đây, nó sẽ không còn ghi ra sheet nữa. Vậy là ở số 6 nè, bây giờ bấm đúng rồi nữa nè. Đấy, bạn ơi, shop đã ghi nhận thông tin, đừng bấm nút đúng rồi nữa nhé. Đó. Thấy không? Bấm đúng rồi nè. À, vậy là lúc này chúng ta sẽ chặn lại. Cho nên khi mà làm, chúng ta cần nhớ ha, những trường hợp là mình chỉ muốn khách hàng họ đi qua blog đó một lần thì mình phải có cái gì? Họ muốn họ chỉ đi qua blog này một lần thì mình phải có là gắn thẻ xong thì phía trên cùng mình lại dùng cái thẻ đó để mình loại họ qua một cái blog khác, chặn lại. Đó. Rồi, bây giờ sẽ gửi cả nhà mình cái link API này để chúng ta thực hành, chúng ta tạo một cái kịch bản đơn giản giống như vậy. À, đầu tiên là vào thì bắt đầu lấy thông tin khách hàng, lấy thông tin khách hàng xong thì làm sao? À, lấy thông tin khách hàng xong thì chuyển qua các kịch bản khác, chuyển qua các cái kịch bản là bắt đầu trả về kết quả là nhận data, rồi sau đó là hoàn tất cái form đó, xuất ra Google Sheet, rồi sau đó là thông báo chặn lại những trường hợp mà họ đã nhận rồi thì không nhận nữa. Đó. Hoặc là chúng ta có thể nâng cấp lên là giống như những cái ngày đầu mà chúng ta học đó. Đó là gì? Sau khi họ điền thông tin xong, họ xác nhận là đã đúng thì sao? Họ đã đúng thì chúng ta có thể cho random ra quà tặng. Mình có thể chế biến thêm mà, mình có thể tùy biến thêm. Ha. Rồi để cho mọi người nhanh thì mình sẽ clone vô cái con bot K2 nghề bot đó. Còn đây là link thì chúng ta sẽ copy nó. Rồi chúng ta copy nguyên cái đường link đó chúng ta đặt vào. Rồi các anh chị, chúng ta bắt đầu chúng ta tạo những cái kịch bản mẫu từ thu thông tin xong rồi cái đầu cái mình sẽ gửi tặng cho khách hàng một cái món quà gì đó. 9:52 thì chúng ta làm trong vòng khoảng 20 phút là được rồi. Ta sẽ vận dụng cái form này ha để chúng ta lấy thông tin. Rồi, sau này giờ cũng nghe bệnh của bạn. Bây giờ để em nhắn cho em cái đường link đó, em sẽ tiếp tục cho em nói.
có khi nào do Facebook nó chặn lên mình không? Cũng có thể kiểu nó nhẹ chuyện cái lưng mình dạng lưng nó không có chạy rồi em
Anh Quân ơi, nghe mấy cái ở bên cái nhận data mà viết phải đúng với cả là cái ấy thì là những gì ấy nhỉ? Điện thoại thành phố thì cái attribute của hắn là cái gì? Attribute là cái gì phải không?
và ví dụ như thành phố hay quận huyện anh bảo không quên nữa rồi đây, tức là bên cái những cái attribute nè, vâng, họ tên, điện thoại, địa chỉ, phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố. À rồi, tức là những cái attribute mà nó trả từ form trả về đó. Giống như hôm qua đó, cái dòng quay may mắn thì cái attribute mà nó trả để hứng dữ liệu là spin KQ gì đó. Vâng, nhưng mà hôm qua có một cái thôi. Đây mấy cái. Đúng rồi, sắp tới mà gặp mấy cái form mà nó có nhiều nữa, ví dụ như ngày tháng sinh, năm sinh này kia rồi can chi mệnh nữa, nó sẽ còn tùm lum chứ. Ví dụ như là ông đó ổng là mệnh Giáp rồi ổng tuổi Tý.
Sao cái điện thoại không nhận được nhỉ? Sao em lưu vào trong cái attribute ra Google Sheet ấy, em không kêu nó ra được anh nhỉ? Cái chỗ này hả? Cái chỗ mà add vào trong Google Sheet ấy anh. Google Sheet. Vâng. Em connect Sheet chưa? Em connect rồi. Rồi em có gõ cái... phải phẩy mới được đúng không anh? À, em đừng có đánh cái dấu ngoặc nha, em chỉ sử dụng Messenger, em chỉ cần đánh M, E, S, E, ví dụ họ tên, em chỉ cần đánh HO thôi, em dư cái dấu ngoặc rồi đó, đúng không? À. Cái lỗi đó cũng thường hay nhiều người bị, mới đầu làm thì sẽ bị.
may là mình đang học trên cái podcast.vip ha. Cái review khuyến mãi .vip đang đang bị Facebook chặn link rồi. À, thấy ha, rồi ok, rồi anh mới sáng rồi, để coi coi. Không biết là sao mà em không thể lôi ra được mấy cái như điện thoại với là phường xã ở trong cái khai báo attribute ở trong cái OpenSheet ra. Em nãy em có submit form chưa? Em submit form rồi. Em làm một cái blog nhận data là nó đã trả kết quả ra rồi. Vâng. Rồi cái chỗ này em chọn gì trong này? Đây, nhà. Đấy em chọn đấy set to Google Sheet rồi. Rồi đây để em thử coi.
Rồi, giờ ví dụ như cho nó connect cái. Rồi, ví dụ như nè, đánh chữ M nè. Nó sẽ hiện ra MAD ID. Đánh chữ H, nó sẽ hiện ra cái họ tên. Đó. Mình đánh ra mấy chữ đầu là nó hiện ra nè. Em không hiểu sao cái của em nó lại không hiện lên được cái tài. À vậy hả? Đâu đây mở cái mở team view anh lên coi thử coi. Đây, để em tạo. Một hai bốn sáu sáu em nhắn đi, em nhắn lên trên cái chat đi. Để em vào team view luôn đi. Em đưa cái, em nhắn cái team view của em qua. Nãy là em đang connect vô máy này mà. Anh. Đây nè. Một, bốn, năm, không. Bốn, không, bảy. Bảy, sáu, bốn. Bốn, sáu, ba. Rồi, em qua bên chat view đi. Rồi. Đây nè. Em gọi hai ngày rồi. Không thấy hả? Không liệt kê ra hả? Vâng. Em tìm hoài không biết là hay là sao nào. Chính xác thì anh sẽ thông báo shop đã nhận thông tin. Ủa cái nút chính xác của em nó chưa có ấy hả? Vâng, em đăng ấy giờ đấy. Không, nhưng mà ý nó sao bấm vô chính xác, không có chạy tiếp kịch bản qua này chứ. Ở đó. Ừ, tại sao nó đơ đây nè. Em cứ thấy lỗi kiểu gì. Không hiểu. Xóa cái sheet này đi. Thì em sheet máy coi. Rồi em chọn đi. Cái đầu tiên ấy, thì Dũng Hoàng ấy. Nhưng mà trải về dữ liệu là đúng hết rồi nè. Tức vâng. Là nó đã ghi được attribute ra rồi. Hay do em làm trên Mac bị thế. Ủa mà sao giờ này giờ đánh chữ Messenger rồi ra kìa. Lắc hay gì á. Em thấy em làm ở trên máy Win thì bình thường, nhưng mà cứ mỗi lần
dùng sang con này thì cứ em thấy nó đơ đơ kiểu gì. Cảm giác nó đơ đơ nè. Cái họ tên nó không thấy ra luôn nè. Họ tên thì anh phải tích vào vào bên bên trên thì hắn sẽ hiện. À, tức là phải kích một cái phải chịu. Đó, xong sang điện thoại cũng thế. Mà kể cả là không lưu vào trong Google Sheet thì nhấn chính xác nó vẫn phải đây, ra đó, cái đó đây nè, đó. Tức là đó. Hình như nó đang bị đơ đơ cái gì rồi đó. Dạ dạ dạ. Đây, nè, thấy không? Đánh ra click nè. Rồi rồi rồi. Rồi rồi, tỉnh thành phố quận. Đó, em cứ vướng cái bước này mãi mà không qua được. À, vậy là chắc có thể là do trình duyệt rồi đó, em đổi thử trình duyệt khác thử coi. Dạ vâng. Ờ. Nè thấy không, mình đánh có mấy cái nè, mình không thấy nó nhưng mà mình bấm đại đi thì sẽ liệt kê hàng phường xã ra nè đó. Dạ dạ, dạ, dạ. Rồi ok, thank you anh. Ờ, đổi đổi trình duyệt thử coi, đổi trình duyệt vâng, vâng. Đúng một cảnh. Chị An sao rồi chị? Form của chị cũng không chọn được hả chị? Nhà mình còn ai gặp khó khăn nào không nha? Của anh không hiện pop-up mà nó lại hiện tab mới nhỉ Quân nhỉ? Hiện tab mới sao anh? Nó mở một cái tab mới trên Chrome ấy. À, anh chưa khai báo cái domain vào trong cái danh sách. À, ok. À, anh qua bằng config á, anh khai báo. Okay. Rồi, ok, ok.
Nó vẫn cứ mở tab mới. Quan ạ. Anh xài cái domain nào vậy? Botchat.vip. API.botchat.vip nha. Ừ, API các anh điền cả hai rồi. Dạ, đợi em tí xíu rồi. Anh có Ultraview không? Ultraview anh không. À, anh share rồi đây, share và xem hộ anh ấy. À, rồi, cái ca 1 năm già này phải không? Nó nhảy ra sang tab thì... À, bị sai. Rồi bản xương làm xong rồi mọi người. Đó, rồi ra rồi đó anh. Ok, dạ. Cảm ơn. Tại mình bị thiếu cái đoạn mà HTTPS với lại cái đoạn dấu sẹt ngôi sao cuối cùng. Rồi, ok. Ơi ai chưa được cái của em á anh Quân, cứ bấm vào chính xác sao nó không nó đời rồi đó mà. em sửa lại cái chỗ button cho đó coi, rồi cái chính xác coi lại bên lock chính xác khúc trên là gì vậy. Đúng mà không sai được. Chính xác, xong bút tâm là chính xác rồi. Rồi dịch vụ thiết kế báo bon submit xong nó không trả tin về. Rồi các cái tham số attribute không truyền được qua link luôn.
title trống lỏng, màu sắc trống luôn, logo trống luôn, mét ID trống, button cũng rỗng, post ID rỗng hết luôn. Tức là không có một cái attribute nào truyền được cái value sang cái đường link hết. Đây, chứng tỏ là bằng cách là mình đọc cái đường link. Mình sẽ đọc đường link để mình coi mình bị sai chỗ nào đây. Không có cái attribute nào được truyền qua đây hết. Rỗng, hoàn toàn rỗng hết, sao với bằng là không có cái giá trị nào hết. Đây, nếu mà có truyền tham số nè, làm sao dấu bằng thì nó sẽ có nè, nó sẽ có các giá trị nè. Em chỗ quệ em sắp xếp em coi lại kỹ lại trong cái block mà form này nó có sắp xếp lộn không? Tức là cái setup user attribute nó phải nằm phía trên. Còn cái button nó có nút á, nó link á, nó nằm phải nằm phía dưới. Nếu như mà trường hợp mà quay trở vô trở lại nè, bấm vô link của em trở lại mà nó chạy á, thì chứng tỏ là em đã bị sai vị trí của cái hai cái đó. Đấy, thấy không? Em check lại rồi, có phải đúng là của em bị sắp xếp sai thứ tự không? Của quệ là sai thứ tự. Em lại để cái setup attribute này nó nằm phía dưới của cái link, tức là người user người ta chạy vô, người ta đi vô cái link trước rồi người ta mới qua cái phần setup attribute. Em đặt lộn hai thằng này với nhau đó. Khi mà vô link lại lần nữa thì nó ra được pop up rồi. Đây, như vậy thì nó ra đúng rồi nè. Đó, trường hợp này tại vì trường hợp này trước đây cũng có người bị cho nên là mình nhìn vô là mình đón. Em đọc cái luồng chạy của bot là em phải hình dung được là user người ta chạy phía trên này, sau đó người ta được gắn những cái value attribute này rồi mới đến link để nó truyền những cái giá trị này vào trong link. À. Rồi, xương cũng xong. Rồi, sửa thông tin thì có lấy lại thông tin, ok. Rồi, tiếp tục. Rồi. Rồi, đó là cái đơn giản thì mọi người mình có thể là kết hợp với lại cái hồi lúc trước đó, mình go to block. Thuận hay ngược, máy em nó vẫn chạy. Lý do là tại vì em đã vào nó lần đầu tiên. Nó đã đi qua được rồi thì em vào lại nó lần thứ hai. Bên anh cũng vậy thôi, anh vào lần đầu là nó đâu có truyền được tham số, nhưng mà anh vào lại lần hai thì nó đã có được tham số rồi, cho nên là nó truyền đúng link. Thuận hay ngược thì máy em nó vẫn chạy rồi, tại vì em đã em chạy tới chạy lui, em test tới test lui rồi. Rồi còn ai xong nữa gửi link qua cho mình test ha.
xong đây rồi cái mình đưa ra cái gợi ý nữa để chúng ta có thêm cái câu chuyện mới cho bot nữa. À, đang sửa bot viral lượng là từ từ cũng thành trùm bot rồi ha. Bot này là bị ấy rồi, bot này là chưa khai báo domain nè, bếp Hoàng Nga chưa khai báo domain giống của anh Nam á, chưa khai báo domain cho nên nó bật ra tab mới nè, nó không hiện cái pop up nhỏ nhỏ nè. Em vào bên một configure, em khai báo domain vào, khai báo cái vào configure, em vào configure ha, rồi em có ba chỗ nè, khai báo domain nè, đây api.botchat.pip, nhớ phải có https sẹt sẹt hai chấm sẹt sẹt đầu nè. Đó, rồi domain whitelist nè, là cũng phải có khai báo api.botchat.pip nè. Rồi messenger extension url nè, là có api.botchat.pip có https đầu có dấu sao cuối. Em khai báo cái đó vô. Quan trọng là hai cái mục dưới này thôi, còn cái phía trên cái chỗ này khỏi cần khai báo, khai báo chỗ domain whitelist với lại messenger extension này thôi. Thì hai ông này thì ổng khác nhau ở chỗ là một ông thì ổng sẽ rút gọn lại chỉ còn có là API botchat.vip thôi, còn một ông thì nó sẽ phải gắn thêm khúc đầu với khúc đuôi là có dấu sao vô. À Lượng ơi, em nghe anh. Bây giờ thay vì mình truyền cái profile picture á, mình truyền cái profile big URL của khách á, mình có thể thiết kế một cái ảnh gif á, ảnh gif là nó hình chữ nhật ngang, hình chữ nhật ngang, bề ngang nó hơi dài dài một tí chỗ này, cái mình tới khúc này nè, mình cho chớp nhá thêm mấy cây son vô á. Tức là cây son này đã thuộc về bạn gì đó, mình cho nó nhảy chớp chớp này kia đó. Đầu dưới này cái thông điệp là Lê Hùng hãy nhanh chóng điền thông tin, tức là mình dùng cái từ mạnh hơn, mạnh mẽ lên. First name, last name, hãy nhanh chóng điền đầy đủ thông tin và chính thật chính xác đó, rồi bấm nút gửi. Chỗ này là mình thay cái này, đây mình thử truyền cái tham số là một cảnh gif này nha, để cho mọi người xem. Anh nghe anh, cái ảnh gif ấy mà cho xuống dưới nút điền thông tin có được không anh? Tức là ý em muốn là phía dưới này có cái ảnh gif dưới này nữa hả? Đúng rồi. Tại vì thường á là người ta đọc vô, ban đầu người ta sẽ đọc vô mắt cái chỗ này trước, đúng không? Ý của em á, giả sử mình ở chỗ điền thông tin ấy, ở dưới đấy có một cái ảnh gif, mình nói ví dụ như là chúc mừng đấy, thì bạn Lê Hồng Quân vừa nhận món quà này lúc này, xong một lúc sau là bạn, ví dụ bạn chị An ở đâu đó vừa nhận món quà này, giống như kiểu như báo thông tin quá. Anh hiểu em không? Báo thông tin là theo kiểu là đang có người này nhận, người kia nhận, ABCD đúng không? Rồi anh hiểu rồi, nó giống như cái thằng Ruli. Nó giống cái thằng Ruli trên website á, website giống như hay vô với cái mục mà đăng ký thông tin, cái đó hay cài chớp, đang có bạn A là ở địa chỉ đó vừa đăng ký nhận quà, đang có bạn B vừa đăng ký nhận quà, bạn C vừa đăng ký nhận quà, anh hiểu rồi. Tại vì cái gì ấy, cái đợt vừa rồi cái gì mua hay cái gì đó, kiểu như là nó cũng thông báo là có bạn này nhận quà, bạn kia nhận quà đó. Nó là chức năng là cái thằng Groovly. Nhưng mà dưới đó là em sẽ làm một cái file ảnh gif không? Đúng rồi anh, em làm một ảnh gif á. Hoặc không, ở trên cũng được. Ở trên này cũng được, mình chớp thì kia ra kêu gọi hành động, hoặc là tại anh tính ý đồ là mình vô đây nè, khi mà họ bật cái form lên á là đầu tiên mình phải đập cái cây son
mình phải dùng ảnh gíp mà làm sao cho nó đẹp, nó bắt mắt á, cây son nó cứ, tức là nó tạo cái sự ham muốn để người ta điền thông tin và người ta bấm gửi đi. Rồi chưa kể mình dùng test cái chỗ này con tôi xanh cho nó hành động mạnh mẽ hơn. Chỗ này là Lê Hùng nhanh tay, đúng không? Đó, mình hoặc là mình đưa ra nhanh tay điền và bấm nút đăng ký trong vòng là 2 phút gì đó. Rồi cũng được, ví dụ như nếu mà muốn ở dưới này hỗ trợ ảnh cũng được, hỗ trợ ảnh thì có thêm thôi, thực ra là nó truyền thêm tham số, thêm các attribute là ví dụ như là logo thì mình có thêm cái logo dưới logo dưới, cái đầu mình đẩy cái đường link ảnh vô. Mình cái logo dưới đấy mình sửa trong cái phần mã điền này. Thì anh ví dụ như là nói gì nè. Ví dụ như giờ mình đã có cái này phải không, thì anh code lại, tức là anh phải code cái form này lại. Thì khi đó mình giả sử mình có thêm một cái attribute là logo 2. Đó, là logo 2 là cái đường link của ảnh gíp. Ví dụ https rồi 2.y.img.com rồi sẹt gì abcd gì đó chấm chấm gíp gì nè, đó vậy thôi, tức là mình chỉ thêm cái thằng này thôi. Rồi trong đường link, ví dụ như trong đường link thì mình chỉ truyền thêm nữa thôi đấy, ví dụ như logo bằng logo thì bây giờ thêm nói dài ra, thêm nói dài cái link ra, logo 2 nó sẽ bằng logo 2 đó. Có nghĩa là nếu điện lát nữa anh code thêm cái đoạn này, thấy không? Em bắt cái đoạn này thì bắt đầu xong thì em chỉ việc em nói thêm cái đoạn này vô thôi. Ở trên này em gáy thêm và em nói vô thêm. Tức là mình sẽ có ảnh phía trên và ảnh phía dưới phơm. Đúng rồi, em thấy có hai ảnh là hay á. Rồi ok, rồi cái đó thì được mà, cái đó thì mình sẽ thực hiện lát nữa, thực hiện liền được. Đúng không? Ảnh trên, ảnh dưới này. À, giống trường hợp của Dũng nữa rồi hả chị? Chị cho em ID của TeamView em vô máy chị em xem hả chị An? Để em connect vô em xem cho. Nét hơi chậm quá đây. Không connect được. Ủa Thúy, em chưa sửa cái domain hả? Có, em sửa rồi mà. Không, để cho con sao bên này của em chưa thấy. Nó vẫn còn ra pop up kìa. Nó hiện ra cái tab mới chứ không ra pop up. Biết rồi nghe. À, em bị sai, tại vì cái domain của mình nó phải chính xác là như thế này, abi.botchat.vip, thấy không? Đó, nó phải như vậy nè. Này của mình là thiếu http là phải https. Đó. Thì như thế này, một cái mẹo của mình làm như thế này, bây giờ mình xóa hết nè, Một cái mẹo mà để em không bị sai á, tức là trong cái button nè. Đây.
trong cú button. Này chắc kêu quay dữ rồi. Vậy là thường á là một cái domain mà em muốn add vô á, em tới cái button này nè, em copy nó tới dấu sẹt nè, xong rồi vậy đó là em cứ qua em paste ra thôi, nó sẽ không có bị sai. Tức là một cái tên miền, một cái website mà em muốn hiển thị ở cái dạng pop-up thì em đem cái tên miền của cái website đó em paste vào. Paste vào. Đánh dấu sao ra, thấy không? Rồi, đó. Rồi, ok. Rồi, đâu đi chạy lại thử coi. Đấy, ha, ra form rồi đó. Rồi. Thì tại vì nó phải hiện ra như thế này nè, để người ta điền xong nó mới đóng lại. Còn không là ra tab mới là điền xong là thấy nó đơ rồi đó, nó không có đóng. Tại vì nó nằm ở bên. Rồi. Thảo nào em không thấy nó đóng. Nếu mà em test trên điện thoại là cũng vậy, nó không có đóng. Nó đơ rồi đó luôn. Rồi. Yếu số điện thoại. Rồi ok. Chính xác. Sửa thông tin. Sửa thông tin thì nó lại bật cái form ra, nó lấy thông tin cũ của khách. Khách chỉ chọn lại sửa lại địa chỉ nha. Rồi ok. Chính xác, chính xác thì nó ra cái ngoài. Rồi ok. Cái interview của chị An chắc có lần sau rồi, không kết nối được. Bên chị có interview thì chị gửi interview chứ. Rồi như thế này là cái con bot này nè. Tức là nếu mà dùng ở cái chức năng mà lấy form như thế này á, thì chúng ta lại còn một cái gợi ý là để mọi người nâng cấp lên. Đó là sau khi họ submit form sẽ dựa trên attribute của tỉnh, thành phố để mình xác định người đó sống ở thành phố đó là có nằm trong đối tượng nhận quà hay không. Đó. Giống như là cái ngày kịch bản cho con bot và vali trip á. Đây, cho mọi người xem cái con bot vali trip. Tức là sau khi submit cái form rồi thì nó sẽ dựa trên đây, trip. Tại vì hôm đó là vali trip là một cái sự kiện là giảm giá cái vali và khách hàng để lại thông tin xong thì nó sẽ dựa trên cái tỉnh, 3 tỉnh mà khách hàng nó sinh sống để nó báo cái phí ship. Thì lúc đó có 3 bảng giá phí ship, một bảng là re-ship của 30.000 ship chứ, một bảng là 90.000 và một bảng là 120. Nó sẽ dựa trên 3 khu vực đó. Đây, sau khi nhận thông tin của cái vali nè. Đây, đó, mọi người xem nè. Ở đây thì mọi người nhìn ngang, mọi người để mọi người tư duy.
tức là mọi người sẽ đọc hiểu cái kịch bản này nó là sao. Tức là sau khi submit form rồi thì đến cái chỗ này thì kết quả trả về, nếu như những ai mà có giá trị cái value của tỉnh thành phố là thành phố Hồ Chí Minh với Bình Định, tức là có chi nhánh của Valley, thì phí ship chỉ là 30.000 thôi đó. Còn những người nào mà sau khi mà điền form xong mà cái phần mà chỗ tỉnh thành phố đó của họ mà họ chọn nè, họ chọn nằm trong danh sách này, ví dụ như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên đó, thì sẽ báo phí ship là 90.000, còn lại những tỉnh còn lại là báo phí ship 120. Đó là cái trường hợp cho phí ship. Rồi giả sử như là hiện nay là chúng ta đang chạy là nổi là cái viral giờ son, mình không muốn cho những cái tỉnh mà dạng tỉnh nhỏ chơi, mình chỉ cho muốn tập trung vào những thành phố phát triển, thành phố lớn, ví dụ như Hồ Chí Minh nè, rồi ở Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội thôi. Giả sử mình chỉ cho 4 ông đó thôi. Vậy thì khi mà kết quả trả về đó là ông nào mà có tỉnh thành phố mà là Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội thì mình mới cho chạy tiếp cái kịch bản. Còn không thì mình báo bạn đang sống ở khu vực là không được hỗ trợ cái chương trình tặng quà này, thì bạn có thể vui lòng đợi một cái chương trình tặng quà tiếp theo. Thí dụ như mình có thể đưa ra cái kịch bản là ban đầu luôn. Khi mà mời bạn hãy mời thêm là 5 người bạn đang sống ở Hồ Chí Minh, đang sống ở một trong 4 tỉnh này, thì người ta share, nếu mà người ta share ngoài thành phố đó thì người kia mà điền thông tin bị sai thì nó sẽ từ chối. Quân ơi, em hỏi một chút. Yeah. Cái phần chat extension ấy anh, cái đấy mình sửa cái API mà nó không lưu được là lý do tại sao nhỉ? Cái nào em? Cái phần config mà có phần chat extension thì đổi cái domain của mình nhé. Bây giờ đổi domain mà đổi xong nó không lưu lại được thì lý do tại sao nhỉ? Nó không lưu hả? Ở phần chat extension ấy. Ở chat station này hả? Thôi kể nó đi, chủ yếu khai báo được hai ông dưới này thôi. Nhưng mà thế cái default mình nó không ảnh hưởng đúng không? Đúng rồi, chủ yếu là hai ông dưới. Yeah. Phơm của chị Quanh không thấy truyền avatar hoặc là logo gì quá vậy. Submit đi nó cũng không có trả thông tin lại nè. Của chị chắc bị mấy tham số truyền qua link nó bị thiếu rồi. Rồi để chị xem lại. Đây, để em check bằng cách này nè. Mình biết liền. View RAM sụt. Rồi đúng rồi,
chắc cũng rơi vô trường hợp giống Huệ rồi đó. Các tham số không có tham số nào truyền qua hết. Link nó bị rỗng. Có thể là em quay trở vô lại thì nó lại ra. Đó, đúng rồi, vậy là giống trường hợp của Huệ rồi đó. Thứ tự giữa cái form với lại cái attribute nó đảo ngược với nhau rồi. Chị An đâu rồi? Sao rồi chị? Cái team view là của chị em không có connect được nè. Rồi giờ này vô rồi kìa. Bị sai mật khẩu. Để chị lấy cái team view mới. Số mấy chị, mật khẩu mấy chị? Số 9016. Dạ rồi. Của chị là chưa thấy có khai báo của domain. Domain. Có cái dấu chấm đỏ là cái gì đó. Phải ơi, tại chị chưa có chạy cái form. À.
nó không có lấy attribute. Không, không phải cái chỗ này không, nhưng mà ý nó không có truyền mấy cái value ở trên vào qua link á. Ừ, bị sai chỗ này nè. Rồi, ok rồi đó. Ừ, đẹp rồi. Do nãy trong cái HTTP màu sắc chị dư hai cái dấu ngoặc. Rồi ok. Xong rồi cái form điền tiếp không? Họ tên, địa chỉ, tỉnh thành không thấy. Chưa thấy tỉnh ta. À, xã phường có tỉnh chưa cấm. Xa rồi. À. Ok. Còn ai dướng dướng cho chỗ nào mà form mình chưa chạy không? Rồi chúng ta bắt lên đi. Rồi ví dụ như mình có thể thiết kế là bắt đầu theo gợi ý đó, nghĩa là ai mà sau khi mà họ điền thông tin xong mà nằm trong bốn cái thành phố lớn Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội với Cần Thơ thì sẽ chuyển tiếp họ là tặng quà cho họ. Còn những trường hợp còn lại không nằm trong bốn thành phố đó thì mình sẽ thông báo họ là chương trình này không dành cho cái nơi của họ đang ở và hẹn họ vào một cái dịp khác. Đó, ví dụ như viral đi, mình nói viral bị quàng đơn là ở quê nhiều. Vậy sao mình không lọc mấy cái phường xã nào mà bị quàng đơn đó, mình chặn đó. Tới đó thì khi họ điền thông tin thì mình nói là lực lượng bên vận chuyển thì họ họ chưa có cái hiện tạm thời là quà tặng là chưa chưa thể chuyển đến cái khu vực mà phường xã đó, thì mình nói là sẽ mời họ vào cái chương trình khác. Tại vì cái quà tặng mà quà tặng thì theo kiểu là đến họ thì họ trả tiền họ mới nhận đó, họ trả tiền họ mới nhận, thành ra nó sẽ có tỷ lệ hoàn đơn. Còn bây giờ mình chặn trước ngay khu vực đó, mình thấy là khu vực đó dùng sâu dùng xa thì mình không tặng quà đến đó. Còn bây giờ thực sự nếu mà muốn nhận thì phải thanh toán trước. Rồi sáng nay là ngồi với chị Đào bên vận chuyển TCS cũng 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 được một số cái
câu chuyện, cái ý tưởng để sắp tới thử thiết kế lại cái kịch bản nó như thế nào. Đây mấy anh em mà chạy son thì chắc cũng đều có chạy qua bên chị Đào một mớ rồi, hết rồi quá. Rồi thời gian cho hỏi nha, có ai còn có ý kiến gì hỏi nhanh nha. Rồi mình ví dụ như mình cứ phát triển ý tưởng ra đó, gợi ý ý tưởng luôn cho mọi người là cái hướng đó. Một là dựa theo tỉnh thành phố để quà tặng, hai là dựa theo tỉnh thành phố để làm chi, để tính phí ship, các cái phí khác chẳng hạn. À. Rồi chưa kể nha, bắt đầu lường, phải lường tình huống nè, khách hàng bấm cái form sửa thông tin xong. Khách hàng bấm thông tin lại một lần nữa thì sao? Hoặc là mình thử suy nghĩ coi làm sao mình nói là bạn hãy điền thông tin thật chính xác và bạn chỉ được điền duy nhất một lần, không được sửa. Đó. Vậy thì khi đó là họ bật cái form lên, họ điền thông tin ABCD gì đó, họ điền xong, ok, thì nó thông báo là form của bạn như thế này. Nhưng mà sau đó họ không đi tiếp mà họ lại quay lên cái nút điền thông tin, họ bật lên để họ điền thông tin, họ sửa thông tin thì sao? Đó. Nó sẽ khi mà mình làm thực tế, gia chạm thực tế thì mình sẽ thấy nó có nhiều cái khách hàng khi họ điền cho đã, cái họ quay lên bấm nút điền thông tin, họ điền lại thông tin khác, họ gửi cái nữa, nó thành ra hai thông tin ghi vào dữ liệu. Những trường hợp đó mình cứ test đi rồi mình sẽ thấy nhiều, nó có nhiều cái trường hợp đó nữa. Mười một giờ 20. Còn ai có vấn đề gì để chúng ta cùng hỗ trợ nhé. Anh em hỏi một chút. Rồi, cái hiện tượng mà khi mà mình ấn vào cái form á, xong nó lại nhảy ra một cửa sổ khác, mà mặc dù mình đã khai báo domain rồi nha. Rồi. Hiện tượng đó là mình mặc dù đã khai báo domain ở trong này vẫn có đầy đủ đúng hết, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà nó đúng dẫn ra cái tab mới. Đúng rồi. Rồi, vậy thì lúc đó sẽ có một cái hướng xử lý tiếp theo là như thế này. Là mình vào cái fanpage của mình. Mình vào fanpage của mình ha. Lúc đó là mình sẽ có một hướng nữa là mình kiểm tra rõ ràng là trong check field đã khai báo đúng hết rồi, nhưng mà vẫn tại sao vẫn ra tab mới. Thì lúc đó phải vô fanpage, vô cài đặt, vô nền tảng Messenger. Rồi, kiểm tra thêm một lần nữa coi domain nó có nằm ở trong cái danh sách này không. Tại vì có những cái trường hợp là mặc dù đã khai báo check field nhưng ở trong này nó chống lỏng. Ở trong này nó chống lỏng à, cho nên mình sẽ đánh cái domain này vô rồi mình bấm lưu lại để nó lưu cái domain này vô. À, một lỗi đó. Rồi em check thử coi, em check thử vô phần cài đặt, vô nền tảng Messenger rồi xuống cái chỗ mà miền được đưa vào danh sách hợp lệ coi có không. Rồi, mời người tiếp theo. Chúng ta làm đây, chúng ta làm là mình làm nhiều mình mới đẻ ra nhiều cái lỗi đầu mình mới biết mình sửa. Rồi mọi người cũng đã được tài khoản mà podcast.vip của mình đó cũng đã được là lên đại lý hết rồi đó, tức là mình có quyền mình tạo thêm nhiều tài khoản mới. Và do đó là theo như cái thông báo ban đầu đó là mình sẽ được là thêm 4 cái tài khoản chọn đời một lần nữa. 4 cái tài khoản chọn đời đó, tức là chúng ta từ vô quản lý xong chúng ta tạo thêm 4 cái tài khoản. Đó, tạo thêm 4 tài khoản rồi chúng ta sẽ gửi cái số tài khoản đó qua để quân kích hoạt cho 4 tài khoản nữa để vĩnh viễn luôn á.
Yeah. Anh ơi đăng ký rồi mà nó vẫn không được á. Vẫn không được hả? Vâng. Là vô đây lưu rồi hết rồi hả em? Nghĩa là nó lưu hết rồi á, lưu domain mới đó mà khi mình click ra thì nó không được. Vậy bây giờ em xóa hết rồi em lưu lại xong rồi em up vô trở lại thử coi. Rồi, bây giờ thử chơi chiêu cuối rồi xóa hết rồi ách vô trở lại thử coi. Không được nữa thì biết làm không? Đổi bài khác.
Rồi 11 rưỡi rồi, không ai hỏi gì nữa thì mình tạm thời mình off rồi các anh chị làm tiếp ha. Thì có gì mình hỏi vấn đề ở bên phần chat nhóm. Rồi ok. Rồi ok. Rồi thì cũng chia sẻ với mọi người một số ý tưởng mà những cái con bot mà mình đã chạy đó ha. Ví dụ như là tính theo địa lý. Rồi dùng để dựa theo địa lý để tính phí ship. Từ đó thì bắt đầu mình lên ý tưởng, mình vẽ thêm. Quan trọng cái con bot, quan trọng là cái kịch bản chứ nó chức năng nó chỉ là đứng cái phụ thôi. Đó. Như cùng một cái công cụ, cùng một cái con dao đó, nhưng mà có người lại nhìn ra con dao này có thể làm việc này, việc kia, nhiều việc khác nhau. Nhưng có người chỉ nhìn thấy con dao đó nó chỉ có chức năng là cắt thịt thôi. Thì họ chỉ họ chứ mặc định là họ nó chỉ dùng để cắt thịt. Còn nếu mà mình nhìn thấy con dao này nó có thể là nó gọt cái cây rồi nó cắt rau thì người ta đem đi người ta làm thêm nhiều chuyện khác. Đó, quan trọng là mình xài. Rồi chào mọi người ha, để có thêm cái phần hình ảnh ở bên dưới cái nút bấm cái nữa. Bổ sung vô cho lượng cái. Rồi bye bye nha. Vâng chào anh. Rồi xin chào.